vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Việt Vision và tôi là Hồng Nhung, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Bóc trần chiêu trò khảo sát tôn giáo Việt Nam của BPSOS. Một trong những chiêu bài đang được các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong sử dụng là móc nối, liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, lập các dự án về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo nhằm mục đích bôi nhọ, tạo hình ảnh, dư luận xấu để hạ uy tín đảng, nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, lấy cớ kích động thành phần cực đoan, quá khích ở trong nước, phá hoại, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Lộ tẩy bản chất. Thời gian qua, Tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS do Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch ở hải ngoại thường xuyên tiến hành các hoạt động thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội với chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thành phần tham gia là cá nhân phạm tội, vi phạm pháp luật đã bị xử lý và đại diện cá nhân trong tổ chức tôn giáo không được pháp luật công nhận. Thậm chí đang bị chính quyền đưa vào diện xóa bỏ do liên quan đến yếu tố mê tín dị đoan, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội. Gần đây, tổ chức BPSOS đã thành lập cái gọi là Đề án Dân quyền Việt Nam, đưa ra dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam đăng tải trên Facebook. Bàn tròn tôn giáo Việt Nam phục vụ mục đích chống phá chính quyền Việt Nam trên không gian mạng. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tổ chức BPSOS công bố về cái gọi là dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo. Mục đích của dự án được tổ chức này mô tả rằng, nghiên cứu và đánh giá toàn diện các tác hại của các tổ chức tôn giáo quốc doanh được chính quyền Việt Nam sử dụng làm công cụ tấn công các tổ chức tôn giáo, những tín đồ độc lập. Đứng sau bảo trợ cho dự án là Tổ chức Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tên tiếng Anh United States Commission on International Religious Freedom, viết tắt USCIRF. Cơ quan này thường xuyên là đầu mối tư vấn cho Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng và Tổng thống Mỹ về chính sách đối ngoại về tự do tôn giáo toàn cầu. Đối với Việt Nam, tổ chức USCIRF hàng năm đều cử các đoàn khảo sát tự do tôn giáo vào Việt Nam, gặp gỡ các chức sắc cực đoan chống đối như Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, Linh mục Đặng Hữu Nam, Công giáo, Hứa Phi, Cao Đài, Thích Không Tánh, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, liên tiếp thúc ép Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC. Gần đây nhất là danh sách cần theo dõi về sự tự do tôn giáo SWL. Do sự đỡ đầu của tổ chức USCIRF nên BPSOS của Nguyễn Đình Thắng đã trúng thầu cái gọi là dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo, thực hiện khảo sát về tự do tôn giáo ở trong nước Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, đối tượng khảo sát của dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam BPSOS nhắm vào 6 tổ chức được lựa chọn để nghiên cứu, chi phái Cao Đài 1997, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đây là những tổ chức tôn giáo, hội nhóm tôn giáo đang hoạt động tích cực ở Việt Nam, được pháp luật thừa nhận, bảo hộ. Để khảo sát các tôn giáo, BPSOS đã tự cho mình quyền phán xét, phục dựng những thông tin về các tổ chức tôn giáo, được mô tả là lịch sử hình thành và tính cách lệ thuộc nhà nước, cách thức nhà nước sử dụng nó làm công cụ để thực hiện hoặc che đậy chính sách đàn áp tôn giáo và những tác hại gây nên cho các cộng đồng hay nhóm tôn giáo độc lập. Lập danh sách các cơ sở tôn giáo đã bị nhà nước tịch thu, phá hủy hoặc bàn giao cho các tổ chức kể trên. Họ quảng bá rằng việc đề ra nội dung khảo sát nhằm đến những tổ chức tôn giáo, hội nhóm tôn giáo chính thống có uy tín, ảnh hưởng lớn ở trong nước, có đường hướng hoạt động đồng hành cùng dân tộc, có sự ổn định về tổ chức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nguồn thu thập thông tin liên quan đến dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam BPSOS cho rằng đã tiến hành thu thập qua các nguồn, phỏng vấn nhân chứng, người am hiểu các tổ chức, qua văn bản, tài liệu của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác. Điểm qua những gương mặt được lựa chọn phỏng vấn mà họ gọi là nhân chứng thực hiện trong 2 tháng thì đều tập trung vào những cá nhân chống đối, số phạm tội hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác như một số đối tượng liên quan vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 tại Đắk Lắk. Một số chức sắc, tín đồ người Mông theo đạo Tin lành có quan điểm sai trái để rêu rao lên án chính quyền Việt Nam đàn áp đạo Tin lành. Phỏng vấn một số cá nhân chống phá trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tổ chức không được pháp luật thừa nhận tại Việt Nam.
Để thực hiện khảo sát, tổ chức BPSOS đã lập cái gọi là ban điều phối của dự án để tiến hành nghiên cứu và quản lý dữ liệu dự án. Trong đó, tập trung vào những thành phần thuộc các tổ chức, cá nhân chức sắc tôn giáo không được pháp luật công nhận như nhóm Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài Chơn, Truyền 1926 và Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập. Đều là những nhóm tổ chức có vấn đề về nguồn gốc lịch sử không được pháp luật thừa nhận. Nhiều tín đồ, chức sắc thuộc các nhóm, tổ chức đó có hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Do đó, thực chất, dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam là công cụ để các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong thực hiện âm mưu chống phá chính quyền. Âm mưu, hoạt động của BPSOS trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Đây là tổ chức mang danh nghĩa hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam do Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch. Tổ chức này đã thành lập ban điều hành gồm 3 cấp: Hội đồng quản trị, đội ngũ điều hành, quản lý các chi nhánh, phạm vi hoạt động tại Mỹ và một số nước lân cận Việt Nam, móc nối, tuyển mộ nhân viên và các tình nguyện viên ở một số nước. Ban đầu, tổ chức này hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực cứu trợ thuyền viên, người tị nạn, chống buôn người ở Việt Nam sang nước khác. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, BPSOS đã được sự chống lưng của một số tổ chức chính khách phương Tây thiếu thiện chí với Việt Nam, biến tổ chức này thành một tổ chức khủng bố, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Nguyễn Đình Thắng đã cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên cốt cán trong tổ chức tiến hành các hội thảo, hội luận trên mạng xã hội, tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở trong nước, thường xuyên phỏng vấn nghị sĩ, quan chức nước ngoài về tự do tôn giáo tại Việt Nam, cử đại biểu tham dự các buổi nghị luận, phiên điều trần của Quốc hội các nước Mỹ, phương Tây. Đặc biệt, tháng 1 năm 2024, khi Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế, BPSOS đã cử đại diện tham dự phát biểu tố cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiến hành livestream hội nghị, tổ chức hội nghị, hội luận bên lề hội nghị do Mỹ tổ chức nhằm vận động chính giới phương Tây tiếp tục gây sức ép đối với Việt Nam, gây sức ép yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, CPC. Từ hoạt động của BPSOS với cái gọi là dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam cho thấy, thứ nhất, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực có tính nhạy cảm như tín ngưỡng, tôn giáo. Thực tế cho thấy, họ luôn lợi dụng con bài tự do vô tôn giáo để nuôi dưỡng, sung túng cho những tổ chức phản động lưu vong, hỗ trợ những thành phần chống đối trong nước, tìm cách tác động, xuyên tạc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, hỏng gây sức ép, hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Họ dựa trên những báo cáo sai lệch để xuyên tạc tình hình thực tế tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, trực tiếp can thiệp việc xử lý số đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá ở Việt Nam. Thứ hai, bản chất của BPSOS là núp bóng danh nghĩa một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đích từ thiện, trợ giúp người tị nạn. Nhưng bản chất BPSOS cũng là một tổ chức phản động lưu vong, luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức BPSOS đã đề ra mục tiêu sẽ lôi kéo, tập hợp lực lượng trong nước hình thành khoảng 1.000 cộng đồng, thực chất là các hội, nhóm xã hội dân sự với đa dạng thành phần, các dân tộc, tôn giáo, công nhân, công chức, trí thức, tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm chuyển hóa thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, với dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam, BPSOS càng cho thấy quyết tâm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp lực lượng từ bên trong với sự hỗ trợ, hà hơi tiếp sức của thế lực thù địch bên ngoài. Thứ ba, điểm cốt yếu của dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam là muốn triển khai rộng rãi bắt buộc tổ chức BPSOS phải tham khảo, khảo sát thông tin từ cá nhân, tổ chức tôn giáo trong nước. BPSOS đã lập ra các tài khoản mạng xã hội, Gmail, để chức sắc, tín đồ có thể gửi hình ảnh, thông tin, từ đó tập hợp trở thành những báo cáo nhỏ nặn thành chứng cứ, làm cơ sở cho Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng. Chính vì vậy, cần nhận thức rõ âm mưu, ý đồ của tổ chức BPSOS về dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam để người dân trong nước có đề kháng, không cung cấp những thông tin sai trái, thiếu căn cứ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho các tổ chức, cá nhân có ý đồ xấu. Lên án, phê phán bản chất của BPSOS với những thủ đoạn, ý đồ lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dưới cái gọi là dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam như nêu trên.
Đoàn kết tín ngưỡng, tôn giáo là truyền thống được các tôn giáo ở nước ta gìn giữ, phát huy, tạo nên sức mạnh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc. Những âm mưu, hoạt động của BPSOS với cái gọi là dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam càng lộ tẩy dã tâm phá hoại khối đại đoàn kết tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, gây nên những bất ổn chính trị trong nước, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.